Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Thánh Thần sẽ dạy anh em mọi điều. Và một trong những điều Thánh Thần dạy ngày hôm nay đó là hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Ai ở lại trong tình yêu của Thầy thì Cha Thầy và Thầy sẽ đến ở trong người ấy. Lời Chúa hôm nay cảnh báo chúng ta là chúng ta chưa yêu mến Chúa cho đủ. Vì dấu hiệu chứng tỏ lòng yêu mến Chúa là tuân giữ lời Chúa thì chúng ta chưa có. Xin Chúa tha thứ và giúp chúng ta biết yêu mến Chúa bằng việc làm cụ thể là tuân giữ lời Chúa. Dừng thánh lễ, chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các ân nhân của giáo xứ, hiệp ý với nhóm chia sẻ và nhóm lòng thương xót cầu cho các linh hồn, với hội mân côi cầu cho các hội viên. Hiệp ý dâng lời tạ ơn Chúa, cầu xin ơn bình an, cầu cho các linh hồn gia tiên, các thai nhi, linh hồn Giuse, Anna, Agatha, Phêrô, Maria, Thomas, Gioan Bosco, Giacobbe, Teresa, Augustino, Maria, Đa Minh, Lucia, Phêrô, Paulo, Francisco Xavier. Lễ dỗ 100 ngày, dỗ 2 năm và dỗ 4 năm linh hồn Maria, dỗ 22 năm linh hồn Phêrô. Tạ ơn Chúa kỷ niệm 12 năm hôn phối và lễ đưa chân cho linh hồn Giuse mới qua đời ở bên Thánh Tâm. Tôi thu nhận Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin đứng bà Maria, đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trương tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúa,
chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao. Cùng Đức Chúa thánh thần trong vinh quang, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong những ngày vui này, xin cho tất cả chúng con biết đem lòng sốt sắng mừng Đức Kitô phục sinh, để Người hiện diện trong cuộc đời chúng con và làm cho chúng con được đổi mới. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiến tri cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài chính sách tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, có mấy người từ Judea đến dạy bảo các anh em rằng, nếu anh em không chịu cắt bì theo luật Môi-se thì không được cứu độ. Do đó, Phao-rô và Ba-na-ba đã tranh luận gắt gao với họ. Bấy giờ người ta quyết định là Phao-rô, Ba-na-ba và một ít người khác thuộc phe họ lên Giê-ru-sa-lem gặp các tông đồ và niên trưởng để xin giải quyết vấn đề này. Bấy giờ các tông đồ, kỳ lão cùng toàn thể hội thánh chấp thuận, chọn ít người trong các ngài và sai đi Antiochia với Phao-lô và Ba-na-ba, đó là Giu-đa gọi là Ba-sa-ba và Si-la, những vị có uy thế giữa anh em. Các ngài nhờ tay hai ông chuyển bức thư viết như sau: anh em tông đồ và kỳ lão, chúng tôi kính chào các anh em thuộc dân ngoại ở Antiochia, Syria và Cilicia. Chúng tôi nghe tin rằng có mấy người trong chúng tôi đã đến nói những lời gây hoang mang và làm cho tâm hồn anh em xao xuyến. Chúng tôi không ủy quyền cho họ, vì thế chúng tôi họp lại, đồng ý chọn một ít người và sai đến anh em làm một với Ba-na-ba và Phao-lô, những anh em yêu quý của chúng tôi, tức là những người đã liều mạng sống mình vì danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vậy chúng tôi đã sai Giu-đa và Si-la đến nói miệng với anh em cũng chính những lời này. Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm cho anh em những gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kíp này, là anh em hãy kiêng đồ cúng thần, huyết, thịt thú chết ngạt và gian dâm, giữ mình khỏi các điều đó là anh em làm phải. Chúc anh em vạn an. Đó là lời Chúa. Ương gì chư dân hay xưng tụng Ngài, lạy Thiên Chúa. Hên thấy chư dân hay xưng tụng Ngài. Xin Thiên Chúa xót thương và chúc lành cho chúng con, xin chiếu tỏa trên chúng con anh tôn nhàn Ngài. Đê ca địa cầu biết đường lối Chúa và muôn dân biết ơn cứu độ của Ngài.
dân hay hơn hở reo mừng. Vì Chúa xen xử muôn dân thần công minh, và cai trị các nương khắp địa cầu. Chư dân hãy xưng tụng Ngài, lạy Thiên Chúa. Hên thảy chư dân hãy xưng tụng Ngài. Xin Thiên Chúa chung lành cho chúng ta, nguyện khắp cùng bờ cõi trái đất kinh sợ Ngài. Bài trích sách Khải Huyền. Thiên thần đem tôi lên một núi cao chót vót khi tôi ngất trí, và chỉ cho tôi thấy thành thánh Jerusalem từ trời, nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Ánh sáng của nó tỏa ra như đá quý, giống như ngọc thạch, óng ánh tựa pha lê. Thành có tường lũy cao lớn, chỗ 12 cổng. Trên các cổng có 12 thiên thần, và có khắc tên 12 chi họ con cái Israel. Phía đông có 3 cổng, phía bắc có 3 cổng, phía nam có 3 cổng, và phía tây có 3 cổng. Tường thành xây trên 12 móng, có khắc tên 12 tông đồ của con chiên. Còn đền thờ tôi không thấy có trong thành, vì Thiên Chúa toàn năng và con chiên là đền thờ của thành. Thành không cần mặt trời mặt trăng chiếu soi, vì đã có vinh quang Thiên Chúa chiếu sáng nó, và đèn của nó chính là con chiên. Đó là lời Chúa. Alleluia, alleluia, alleluia. Chúa nói, nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu thương người ấy. Cha chị em cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe không phải là của Thầy, nhưng là của Cha đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con, nhưng đấng phụ trợ là Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng.
Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng, Thầy đi rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy thì các con hãy vui mừng, vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con tin. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Trong những năm gần đây, nước ta phải trải qua nhiều thiên tai khốc liệt. Thiên tai gây nên những thiệt hại trầm trọng về vật chất và tinh thần. Nhưng mà cũng chính trong thiên tai đã xuất hiện những nét đẹp của tình người. Qua báo đài chúng ta thấy có những giám mục, linh mục mặc quần sọc, may ô, lội nước đi thăm viếng, khích lệ các nạn nhân bão lụt. Nhiều cao tăng hòa thượng vận động tín đồ Phật tử tham gia công tác cứu trợ. Nhiều nữ tu đứng ra tổ chức những công cuộc cứu trợ có khoa học và hiệu quả. Nhiều nhà thờ, nhà chùa, tu viện trở thành nơi tiếp đón các gia đình lâm nạn. Cả nước hướng về những nơi hoạn nạn đã đành. Cả những anh chị em ở nước ngoài cũng đau đớn khi khúc ruột trong nước bị đau đớn. Nên Việt Kiều ở nước ngoài cũng vận động tổ chức những đoàn cứu trợ về thăm viếng và ủy lạo các nạn nhân bão lụt. Nhiều cơ quan thiện nguyện nước ngoài cũng nhập cuộc. Như vậy, tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo, màu da, ngôn ngữ, khuynh hướng chính trị, giai cấp, đang quy tụ lại để mà khắc phục những thảm họa. Toàn cầu hóa với sự bùng nổ thông tin đang làm cho các nước xích lại gần nhau. Gần gũi không chỉ vì không gian, nhưng nhất là về tấm lòng. Mọi người liên đới với nhau trong việc chống lại cái ác và cùng nhau đề cao sự thiện, đề cao lòng nhân ái. Đó là dấu chỉ cho thấy lời Chúa đang được thực hiện. Tuần trước khi Chúa Giêsu nói, người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con yêu thương nhau. Chúa Giêsu đã cấp thẻ quốc tịch cho những kẻ thuộc về Ngài. Căn tính của những kẻ thuộc về Ngài không phải là màu da, là ngôn ngữ hay phong tục tập quán, nhưng là trái tim. Người ta nhận ra thần dân của nước Chúa không phải bằng chiều cao, bằng sức nặng, nhưng bằng tình yêu. Hôm nay khi nói, ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến ở trong người ấy. Chúa Giêsu đang vẽ nên biên cương của nước Chúa. Cái biên cương này không xác định bằng rừng núi, bằng sông biển, nhưng bằng tấm lòng. Chúa Giêsu không giới hạn nước Chúa trong bốn bức tường của nhà thờ, nhưng là ở trong hay là ở ngoài tình yêu. Ai ở ngoài nhà thờ mà ở trong tình yêu thì người ấy đã ở trong nước Chúa. Trái lại, ai ở trong nhà thờ mà không có tình yêu thì người đó vẫn còn ở ngoài nước Chúa. Rồi xã hội sẽ chẳng còn phân biệt hữu thần với vô thần, nhưng sẽ chỉ còn một phân biệt duy nhất, đó là hữu tâm với vô tâm. Người hữu tâm là người có trái tim rộng mở, biết chạnh lòng thương xót, biết chia sẻ, biết phục vụ. Người vô tâm là người lòng chai dạ đá, trái tim khép chặt, chỉ biết trau chuốt bản thân mình. Người vô thần mà có trái tim nhân ái thì đã thuộc về nước Chúa. Hữu thần mà tâm hồn tàn nhẫn độc ác thì đã bị loại trừ ra khỏi nước Chúa rồi. Nhìn như vậy thì nước Chúa thật là rộng lớn. Những người thuộc về nước Chúa thật là đông đảo. Những người có trái tim yêu thương tạo nên thành Jerusalem mới, như chúng ta nghe trong bài đọc 2 vừa rồi. Thành Jerusalem mới có cửa mở ra bốn phương tám hướng để đón nhận mọi người từ khắp nơi tuấn về. Thành không có đền thờ vì thành được xây bằng yêu thương. Mà ở đâu có yêu thương thì ở đó có Thiên Chúa ngự trị.
Thành không cần đèn đuốc, vì Thiên Chúa tình yêu là ánh sáng cho thành. Gạch xây thành là những trái tim chan chứa yêu thương, cho nên thành trở nên một khối pha lê trong suốt, như một viên ngọc quý tỏa ánh sáng tới khắp muôn dân. Trong số những người có trái tim xây dựng nên thành Jerusalem mới đó, có nhiều người trong anh chị em chúng ta ở đây. Trong những năm qua, số người tham gia công tác từ thiện bác ái ngày càng đông, đóng góp vào quỹ dự phòng thiên tai của Hội đồng Giám mục ngày thứ sáu tuần thánh, đóng góp vào quỹ truyền giáo mỗi Chủ nhật đầu tháng như ngày hôm nay, đóng góp để giúp những nơi chưa có nhà thờ, chưa có nhà dòng như tuần trước chúng ta đã làm, giúp người nghèo, người âm thầm, kẻ công khai, người góp của, kẻ dâng công. Rõ ràng là anh chị em đang phấn đấu để ở trong tình yêu. Anh chị em đang rèn luyện để trở nên những kẻ có trái tim nhân ái. Xin tình yêu Thiên Chúa thanh luyện trái tim chúng ta không ngừng, để mỗi trái tim chúng ta trở thành một viên gạch trong suốt như pha lê, góp phần xây dựng thành Jerusalem mới cho tình yêu Thiên Chúa ngự trị. Tôi tin kinh chị em thân mến, Thánh Thần là đấng soi sáng, hướng dẫn và nâng đỡ đời sống đức tin của người Kitô hữu. Vì thế chúng ta cùng khẩn cầu Thiên Chúa ban Thánh Thần để Ngài dạy chúng ta những việc phải làm. Con thuyền hội thánh không bao giờ chìm dù gặp phong ba bão táp liên miên, là nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh Thần luôn gìn giữ các vị mục tử, để các ngài lèo lai con thuyền hội thánh đến bên bình an. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Phúc thay ai xây
xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết chân thành công tác với mỗi người thành tâm thiên tri, để mưu tìm hòa bình cho thế giới hôm nay. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa đồng lời chúng con. Đức Chúa Giêsu nói: ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn hết lòng tuân giữ mọi lề luật của Chúa, để tỏ lòng yêu mến người. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa, xin ban Thánh Thần là nguồn mạch tình yêu xuống cho chúng con, để người giúp chúng con luôn sống bác ái yêu thương như Chúa đã dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Biết lấy gì mà tin? Anh chị em hãy cầu nguyện. Đây lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin vui nhận bao ý nguyện cầu cùng với những lễ vật chúng con tiên dâng làm hy lễ. Chúa đã thương thanh tẩy chúng con, xin cùng ban ơn phù trợ giúp chúng con ăn ở thế nào cho xứng với mầu nhiệm tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Là chính đáng. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ việc hiến dâng thân xác mình làm hy lễ thật trên thập giá, người kiện toàn các hy lễ xưa, và khi phó mình cho Chúa để cứu độ chúng con, người đã tỏ mình là tư tế, là bàn thờ và là con chiên. Vì thế, với niềm hân hoan chưa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng, cùng với các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca
chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa cầm đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa. Lời Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lời bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thưng ơi, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Anton chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự âm nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Amen. Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Đây Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Đức Kitô sống lại, Chúa đã thương đổi mới chúng con cho đang hưởng sự sống đời đời. Xin làm cho mầu nhiệm này sinh hoa kết quả tốt đẹp trong tâm hồn chúng con, và làm cho thần lương chúng con vừa lãnh nhận trở nên nguồn sinh lực dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Xin mời ra viếng đài từ đạo.